Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình và mời cả nhà mình xem phần 2 cho các bé ăn nha cả nhà mình ha. Giờ cả nhà mình xem máy vận hành và cho các bé ăn luôn nè. Rồi cái này thì bây giờ mình vận hành cái máy này luôn cho cả nhà mình xem nha. Sai cái này là thịt chi cũ đồ cả nhà ha. Vận hành hết. Tính ra cái máy này thì vẫn còn rộng dữ lắm luôn, có một xíu à. Rồi bây giờ anh cho cái máy này chạy trước nè. Bây giờ bỏ vô luôn, chạy luôn. Thì trộn luôn. Đổ vô luôn đi anh. Đổ vô luôn nước, cái chừng nước nó chảy ra nè. Rồi anh bật nút bật cái máy này cho nó, máy này chạy một cái đi. Diêm điện cho máy này chạy một cái. Nè. Máy này trước chứ, trộn cái này trước rồi đổ vô luôn, trộn luôn một lượt. Tắt cái kia đi, anh tắt cái. Tắt cái này đi. Rồi cho cái này chạy đi. Rồi đó anh cho chạy đi. Rồi tắt. Được rồi. Được rồi, tắt đi anh. Được rồi, nhuyễn rồi. Rồi, giờ đổ cái này ra. Rồi nhuyễn nhừ nè cả nhà mình nè. Chưa được một phút nữa. Rồi bắt đầu mới trộn nè. Nút cho trộn nè. Cái này đúng là phải đảo qua đảo lại. Đó. Đảo qua đảo lại chứ không phải là một chiều nha cả nhà, một chiều nó sẽ nhão cơm. Anh không biết. Cái này là đảo nè cả nhà mình, đảo qua đảo lại á, nè đảo nè. Cho nó chạy chậm thôi, bắt đầu đảo. Nó đảo lại cái nữa nè. Tự động nó đảo nha cả nhà mình. Đó, thấy không? Đảo qua đảo lại vậy nó mới đều được. Rồi đều hết rồi cả nhà mình, thấy không? Thì cả nhà mình đâu còn thấy hộp chỗ hộp cơm ấy đâu. Cái này là anh phải đảo, anh không có để một chiều được. Đúng rồi, đảo chứ không qua lại chứ. Nó hai chiều mà. Anh đảo qua đảo lại anh dặn anh bỏ vậy là có một chiều thôi. Nó hai chiều mà. Cho nó chạy chậm thôi, không cần chạy lẹ đâu. Rồi đó, ok rồi cả nhà mình. Ngay chính giữa là tắt, bật lên bật xuống là đảo qua đảo lại. Rồi ok. Giờ xả thôi. Rồi đổ ra đi anh ơi. Được rồi đó. Anh mở cái nắp ra là anh bật nút cho nó chạy nhẹ 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 là nó gom ra, nó rớt rồi ra. Chưa có làm kịp mà đã có mấy em ở ngoài rồi cả nhà mình.
đâu. Ra nè cả nhà mình, ra nè, ra. Ra, ra. Làm như giặt cả nhà mình ơi. Làm quá trời luôn á. Như giặt. Từ từ em nào cũng có. Chen lắng là em có em không. Nói chứ ăn không có hết đâu cả nhà mình. Thử thử coi hôm nay các bé ăn hết nhiều đó không nha ha. Theo mình đoán là ăn các bé ăn không hết. Lỡ các bé ăn hết thì cả nhà mình đừng nói mình đoán sai. Làm quá. Chỗ ăn này dư rộng rãi mà cứ dành. Rồi như vậy thì cả nhà mình cũng thấy máy vận hành cái sai rau củ quả và thịt rồi các bé cả nhà ha. Phải nói chứ là mới có 30 giây thôi là đã nắc ngố. Nắc như hết luôn. Còn cái máy trộn cơm thì cả nhà mình cũng thấy vận hành rồi ha, không có cực nữa, đổ cơm vô, thức ăn vô hết các cái, bật nút trong vòng mấy phút là xong hết. Thì anh chị có để chừa lại mấy bé nhỏ chưa? Dạ rồi. Dạ rồi vậy là có chừa lại cho các bé nhỏ ha cả nhà ha, thì thả ra các bé nào ăn được nhiều ăn, rồi ăn không được rồi các bé nhỏ mà kiểu như ấy là phải có chừa riêng. Nhưng mà cả nhà mình nhiều khi quan sát không hết thì cả nhà mình nói hay là các bé ăn không kịp á thì đồng ý có nhiều bé ăn không kịp thiệt, nhưng mà sẽ có chừa riêng nha cả nhà mình, không có hết đâu. Bữa nay là không, mình nói làm dữ vậy chứ mà cuối cùng ăn cũng không hết. Bữa nay khác hơn bữa hổm rồi cả nhà mình. Cả nhà mình thấy các bé hôm nay mập không? Trời ơi. Đứa nào đứa nấy còn quay à. Được tắm rửa hết rồi cả nhà ha. Và được chích ngừa rồi xong hết rồi. Hôm nay là siêu nhân sẽ nhờ phần còn lại là nhờ phần triệt sản, siêu nhân sẽ nhờ Sơn Quỳnh khoảng cỡ 10 ngày nữa. Nửa 2 tuần gì đó là Sơn Quỳnh sẽ lên triệt sản các bé nha cả nhà ha. Thì để mình sẽ làm việc lại cái phần triệt sản với Sơn Quỳnh, cả nhà mình yên tâm ha. Làm dữ rồi chứ sợ bữa nay ăn không hết. Về dọn rửa vệ sinh cũng rẹ hết nha ha. Xịt nước sân cái rửa máng. Rửa máng về nước, xịt nước cái xong. Anh nhỏ này chuyên môn anh nằm, lúc nào anh cũng nằm trong đây. Nó đi lòng vòng hết rồi, không hết rồi thấy không cả nhà mình. Thật ra như bữa hổm vậy là vừa rồi, cả nhà mình nóng lòng. Cả nhà mình thương các bé sao các bé đói, cả nhà mình thấy các bé ăn hết chạy theo vậy thôi chứ. Thật ra các bé no rồi. Bây giờ á nó các bé nó quen rồi. Nói chung là bây giờ là ăn không hết no rồi ha, ăn không hết đi chăng nữa nhưng mà chỉ anh đi đâu là tụi nó chạy theo đến đó liền. Có nghĩa là nó giống như là đi xin ăn vậy, cả nhà mình xót ruột chứ thật sự là các bé no. Thêm một tí nữa là sẽ bỏ mứa. Nói bây giờ đang ăn ngoài này không hết chứ giờ chị anh đi vô trong nhà là chạy theo. Rồi cả nhà mình tưởng đâu các bé còn đói, cả nhà mình la, cả nhà mình xót ruột. Thật sự ra mình cũng quan sát mình cũng thấy các bé no. Cái tánh của các bé vậy đó, hồi xưa giờ nó như mà lúc trước đó, quá đói đi. Thì thấy chị anh đi đâu thì tụi các bé đi theo hết. Thì hôm nay cũng vậy, cũng như là quen cái đà rồi, thấy chỉ đi theo rồi cái đi theo thôi. Bé bú quá trời bự luôn mà không giải quyết được cả nhà mình ơi. Không hết thêm cả nhà mình, bụng no căng cứng căng tròn hết, chạy lung tung beng hết. Thế vậy bây giờ chị anh di chuyển đi ra làm sao, nó đi theo ra làm sao, quen tật rồi.
kẹp sẵn nữa là ok. Lựa gì được nữa mà lựa, trộn mái trộn nó đều quá rồi, không có cục nào lựa được hết. Gạo lứt. Gạo lứt ăn tốt hơn gạo này. Gạo lứt. Gạo lứt ăn tốt hơn gạo này, đúng rồi. Mắc tiền hơn gạo này thôi mà. À anh nhỏ đó nay ra lông rồi đó cả nhà mình. Mà ra lông rồi đó nè anh nhỏ này nè. Nhưng mà cái nấm trên da vẫn còn ha. Cái nấm trên da vẫn còn. Phải nè, chị tắm rửa cho nha chị ha. Tắm rửa phơi nắng. Tắm rửa phơi nắng, nó đang bệnh mà đừng giúp chị. Dạ đúng rồi, nó lột cái mài ghẻ ra mà. Không hết, còn xí xíu nữa, bên đây còn xíu nữa. Rồi chị anh có đôi lời gì với cả nhà mình ha, để mình đưa cái này cho chị anh có đôi lời gì chị cần nói đi. Dạ thưa, cho em gửi lời thăm Mạnh Thường Quân. À, trong nước và ngoài nước, và anh siêu nhân quận 12, và cho em gửi lời thăm tất cả được mạnh khỏe, được dồi dào sức khỏe, và làm là được vạn sự như ý, là mà làm ăn phát tài, rồi mà cho em gửi lời thăm, cho em gửi lời cảm ơn chị Phương ở Biên Hòa có gửi xà bông tắm đồ á cho tụi em, và dạ cho mà cho em gửi lời cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ rồi cho em gửi lời thăm anh siêu nhân và lạp cầu nói cho chúng em á, em nhờ hả Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mấy bé, giờ mấy bé được mập mạp cũng em hả, em không biết nói gì hơn, thì em chân thành em cảm ơn rất là nhiều. Dạ xin em cảm ơn rất là nhiều. Chị anh có đôi lời gửi cảm ơn đến cả nhà mình rồi không, cả nhà mình không, mình đã nói rồi thì cả nhà mình nóng lòng thấy các bé ăn còn đi theo, cả nhà mình là nói các bé đói ăn chưa no, chứ thật sự ra các bé nhiều đó là đủ rồi, thêm một tí là các bé bỏ thì nó không được hay đâu cả nhà mình, thật ra nó vừa phí mà nó vừa ấy nữa rồi chứ còn với lại là các bé mà ăn kiểu như ăn ráng ăn nôn vậy nè, ráng nôn ăn mà kiểu như ăn không còn cái gì để biết dừng á, thì đâm ra là cái bao tử của các bé nhiều khi cũng không được tốt lắm, ăn cũng vừa thôi chứ mà quá hết mà không được. Rồi xong cái chiều tới bắt đầu chờ tới ngày cho ăn lại, tới cử cho ăn lại là các bé còn no lưng lửng nữa, chưa có hết nói á, rồi lúc đó lại chê, rồi lại lần sau lại bỏ mứa, cả nhà thấy không, mặc dù vậy mà chỉ đi theo vậy rồi nó. Rồi cả nhà mình thấy là tưởng các bé đói nhưng mà vẫn còn à. Nhưng mà kiểu này như đây dắt nhanh nhơi hồi dám hết luôn. Đứa này nhơi miếng, đứa kia nhơi miếng hồi hết luôn cả nhà mình. Cái phần quan trọng nhất là các bé hôm nay sẽ mập mạp sạch sẽ.
Rồi như vậy thì mình xin nhắc lại cả nhà mình một lần nữa ha. À, số tiền còn mình đang giữ lại cho các bé anh ở trạm anh Khai và chị Anh thì 11.462.000. Phải cái sổ mình đang ghi ra rồi mình để trong mình ngồi đang ngồi ngoài mình đúng không, nhưng mà nhắc là như vậy đó cả nhà mình ha. 11.462.000 là con số cuối cùng mình siêu nhân đang giữ, thì con số tiền này là để còn triệt sản cho các bé và mua thức ăn cho các bé nha cả nhà ha. À, mình không có nói chung là nói chị Anh Vinh Khai rồi, không có mua sắm một cái thiết bị về thêm nữa hết, các bé đã quá đầy đủ. Giờ là phải để dành tiền cho các bé ăn uống ha cả nhà ha. Rồi siêu nhân xin khép clip này lại luôn nha cả nhà mình nha. À, cuối clip siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình trong nước như ngoài nước luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an ha. À, chào tạm biệt cả nhà mình nha, hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo ha. À, máy bay cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình đã thương yêu các bé, chung tay cho các bé hôm nay mập mập sạch sẽ. À, được là con cái này là quân số gia tăng ngoài ý muốn cả nhà. Các bé đẻ được 3 bầy 16 bé rồi. 16 bé rồi, bây giờ còn lại một bé đang chuyển bụng gì trong đó nữa, với lại hai bé sắp đẻ nữa. Nói chung là còn ba bà bầu nữa đó. Sao quay mấy chốt con. Dạ. Hai bài quay sao còn hai bài sao. Thôi. Mất rượt. Anh Sơn giờ sao quay mai mấy cúng con rồi Sơn hai bảy. Đi đường này vô Sơn ơi. Nè qua đây dẫn Sơn vô đây hồi tôi làm cho. Đi vô hết coi. Để tôi dỡ cái này. Anh Khai nói chuyện thì nó đúng rồi, cả nhà mình nghe nó hơi trọc chút xíu cả nhà ha. Nói chuyện với chị Anh thì cả nhà mình nghe nói chung là cũng hơi bức xúc chút xíu, mình biết. À. Đây một bầy. Rồi hai con kia chụm vô là một bầy hả chị? Hay là cái này là một. Con này bò cho bú hết luôn hả? Dạ, cho bú hết luôn anh, nó khôn lắm, nó cho 5 con, 4 con, 3 con, nó cho bú liền liền luôn. Thấy thương lắm. Em mua đu đủ á, đu đủ như thịt đó, cho nó ăn cho nó có sữa. À. Đó anh, mua đó đó. Còn 7 nữa hả? Cái 7 mà sao nè, 4 con. Thôi, mấy con sao nó dữ quá chị ơi. No rồi mà đi vẫn đi theo cả nhà thôi. Rồi siêu nhân xin khép clip lại nha.
mến chúc cả nhà. Nhưng mà không cho đẻ nữa nha chị nha. Cho đẻ nữa là chết đó. Ăn không hết nè cả nhà ha, chừa lại nữa nè, chừa lại cho mấy bé nhỏ nè chứ lại ăn không hết nè. Nhiều quá cũng không tốt đâu.